đạo luân hồi, chuyện kiếp nhiều đời, để độ người xuống nhân gian, nhiều đời ta chuyện kia. Kiếp nào cũng sống trong vô minh như bao chúng sinh, kiếp nào cũng hơn 30 năm mới hoàn thiện linh hồn mình. Bóng một ngày ta đã tìm lại được bản thân mình, bao nhiêu năm trốn vui cuộc đời, 20 tháng sau năm đó ta bừng tình, ta tái sinh thoát đắm mình trong vô minh đỏ đầy. Mừng thay đời này ta xuống nhân gian, ta cũng tìm được chẳng như. Từ đó 20 tháng sau là ngày vũ trụ vinh quang, ta đã tìm lại bản tính chân như, hào quang càng không rực sáng. Mười phương tam thế chư Phật khắp nơi mừng vui hiện diện, chư thần chư thánh ngàn triệu ức lớp lớp chờ ta. Mừng tay cho thế giới loài người, ru ma xuất thế độ dân, muôn ngàn thánh nhân tấu ca khắp cùng trời. Ngày 20 tháng 6 vinh quang, ta đã tìm lại bản tính chân như, hào quang càng khôn rực sáng. Mười phương tam thế chư Phật khắp nơi mừng vui hiện diện, chư thần chư thánh ngàn triệu ức lớp lớp chờ ta. Mừng thay cho thế giới loài người, ru ma xuất thế độ dân, muôn ngàn thánh nhân tấu ca khắp cùng trời. Ngày 20 tháng 6 ta bỗng rung mình, khi ngắm coi trần vô minh tâm tối, ta bỗng ơn lành thấy không muốn đổ. Người trần gian hai mươi tháng sáu năm nay cũng như 20 tháng sáu hàng năm, muôn nơi kỷ niệm ngày ta thức tỉnh, hoàn lại ánh sáng càng khôn vũ trụ. Thượng đế vẫn kêu ta hạ phàm độ sinh trong thế kỷ 21. Vì tình thương của các ngài, kiếp này ta lại chui vào lớp áo trần.
vinh quang. Ta đã tìm lại bản tính chân như hào quang càng khôn rực sáng. Mười phương tam thế chư Phật khắp nơi mừng vui hiện diện, chư thần chư thánh ngàn triệu ức lớp lớp chờ ta mừng tay cho thế giới loài người. Rú ma xuất thế độ dân, muôn ngàn thánh nhân tấu ca khắp cùng trời ngày 20 tháng 6. Ta bỗng rung mình khi ngắm coi trần vô minh tâm tối. Ta bỗng ơn lành thấy không muốn đổi.